Chào các bạn, tin nhanh 24/7. Xe máy nhái Honda Cup giá bán 13,6 triệu đồng tại Việt Nam. Thật nhìn, nhiều người nhầm lẫn đây là mẫu xe cúp phiên bản Honda Cup 50cc được phát triển từ mẫu xe cúp huyền thoại từ nửa thế kỷ trước. Tuy nhiên, thực tế đây là mẫu xe cúp liên danh giữa hai công ty Việt Nam và Hàn Quốc có tên gọi là Cup 81 Taya. Theo chia sẻ của đại diện công ty, toàn bộ linh kiện thân vỏ của xe được sản xuất lắp ráp hoàn toàn tại Việt Nam, trong khi phần máy của xe được nhập khẩu nguyên khối từ động công ty ở Hàn Quốc. Điều này giúp xe có giá bán khá cạnh tranh, chỉ 13 triệu 600 đồng tại Việt Nam bản tiêu chuẩn và 14,2 triệu đồng cho phiên bản cao cấp. Như nêu ở trên, chiếc xe này liên danh gần như được nhái hoàn toàn từ mẫu xe huyền thoại đến từ Nhật Bản. Cái tự tin gọi Cup 81 Taya một phần giúp người nghe liên tưởng đến mẫu xe rất đổi quen thuộc với nhiều người tiêu dùng tại Việt Nam. Mặt trước của Cup 81 Taya nổi bật lên hệ thống đèn pha, xi nhan, thiết kế theo kiểu cổ điển. Yên xe được tách rời ở phía trước và sau được bọc da mềm kháng tượng ở nửa trên và khung kim loại cứng cho người ngồi phía sau. Khách hàng cũng có thể lựa chọn thêm gói phụ kiện bao gồm yên mềm cho người ngồi phía sau, giá che độ phía trước, v.v. có tổng trị giá 500.000 đồng. Cũng giống như Honda Cup, mẫu xe nhái này cũng được trang bị bộ vành hợp kim sáng kích thước 17 inch, đi kèm đó là nan hoa làm từ chất liệu tương tự cho cả bánh trước và sau. Lớp sử dụng cho xe là loại không sâm, hiện đã xuất hiện các mẫu xe Taya. Trang bị an toàn cho Cup 81 Taya là hệ thống tăng phanh chống trên cả bánh sau và bánh trước. Về sức mạnh, mẫu xe này sử dụng động cơ xăng 50 hơi khối, một xi lanh, 4 kỳ, sinh công suất tối đa 6,44 mã lực tại vòng tua 7.500 vòng, mô men xoắn cực đại 6,6 Nm tại 5.500 vòng/phút. Xe có dung tích bình xăng ở mức 3,7 lít. Có mặt tại thị trường Việt Nam, mẫu xe nhái Honda Cup này vẫn được phân phối với giá bán 13,6 đến 14,2 triệu đồng tùy thuộc vào loại màu sơn và ngoại thất của xe. Cảm ơn quý vị theo dõi clip này, hẹn lại video tiếp, nhớ like hoặc share, nhấn subscribe.